Đưa lên này, xuống, lên cao, xuống. Anh cứ thoải mái ra. Ui, ui anh ơi. Để kiếp này hai người gặp được nhau thì kiếp trước phải ngoái đầu lại nhìn nhau 513 năm. Vớ vẩn. Sao lại vớ vẩn? Cái đó là truyền thuyết về duyên phận. Cả thế giới này ai cũng biết. Tại sao một mình cô giáo không biết? Tôi và cô giáo gặp được nhau 2 lần. Có nghĩa là chúng ta phải ngoái đầu lại nhìn nhau 1026 năm. Wow. Nghĩ tới thôi mà thấy mỏi cổ quá trời luôn á. Vậy nên chúng ta không được bỏ phí hơn 1000 lần ngoái đầu lại nhìn nhau. Cô giáo có đồng ý không? Cái kính này dơ quá, chắc tôi phải đi rửa thôi cô giáo. Hôm nay em sẽ dạy anh một động tác mới, đó là bơi bướm. Đúng sở trường em luôn. Trong các loài động vật em thích nhất là con bướm. Nào, bây giờ bắt đầu chúng ta tập thôi nhá. Mở rộng hai tay từ phía sau này, ngục xuống nước, đẩy người lên, thở. Rồi anh thử làm đi. Ok. Ừ. Cô giáo coi em làm nha. Rồi, cố lên. Nhẹ nhàng thôi, không phải thế. Anh làm theo những động tác em làm nhá. Ok. Rồi, anh lùi xuống một chút. Rồi, ok. Này nhá. Đây là hàng sau này. Lùi xuống nữa. Hai đằng sau. Sao rồi? Anh đuổi tôi đấy à? Bỏ ra! Bỏ ra! Ai cho đi mà đi? Đã nói là không được bỏ phí 1000 lần ngoái lại nhìn nhau mà. Tôi là cô giáo của anh đấy. Nhưng mà cô giáo làm không tốt công việc của mình. Từ ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ cắt chức cô giáo, thăng chức cho cô giáo lên chức mới, chức người yêu anh. Yo. Bây giờ anh kể cho em nghe câu chuyện buổi sáng. Buổi sáng anh ngủ dậy, anh quánh răng rửa mặt. Em không ngờ gu người yêu của anh lại là cô giáo dạy bơi. Ai ngon ngon là được hết. Thôi muộn rồi. Xin phép em về đây. Sao em lại về? Thôi em về đi. Có gì anh gọi anh sau.